Ê, con văn luôn bỏ phải không? Giống văn hoàng quá à. Cái gì? Mới thục rồi đó. Đó đó mà. Nước. Đó văn gì đó? Nước hay gì đó? Coi kỹ văn gì nha. Nước. Rồi. Đó. Khủng quá. Văn. Văn luôn văn, con văn. Hai con luôn chạy chạy chạy. Chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Nay nó bắt chuột cả nhà ơi. Nay có hai anh em ở dưới bên chó à. Mấy anh kia bị công chuyện hết rồi. Mô hai anh em nào bỏ anh ba thì hả? Quên anh ba dưới đây vậy? Con mình đó bạn ơi. Chào cả nhà. Đây đại anh em thấy cái ổ chuột quá to to luôn nè. Siêu to nha. Siêu to anh. Để anh Hải mở hàng thử coi nha anh Hải. Lâu quá anh em không có trải nghiệm bắt chuột đây. Hôm nay anh em đi ra thử coi có gặp may mắn không nha cả nhà. Cả nhà mình xin clip ủng hộ dùm cho anh em nha. Mình cảm ơn cả nhà mình. Chụp luôn nha Hải. Chụp luôn chứ. Phước anh sửa cái chòi, cái chạy của anh là không biết rồi chứ không biết nữa. Kìa, mới nhắc anh chạy lại tới kìa. Chào cái coi, đừng có buông tay nha. Đầu xe lại bắt ổ chuột này nè. Mớp bữa nay thì cũng chưa được khỏe, anh hỏi cho anh dễ lao vài bữa đi. Rồi. Ôi, không rồi, không kìa. Ôm ba. Con phèn hốt quá thì dính chưa? Chưa, chạy đâu tới rồi. Coi xuống rồi nãy. Coi xuống không? Xuống rồi. Ồ, quá trời cái ổ nó vậy luôn rồi. Đó, phèn. Hai đâu con? Chung vậy, đây có còn nữa không nãy? Vô góc luôn hả anh bà? Vô góc luôn rồi, góc ráo này gì sao đào nổi, sao đào được. Quá xá, ổ nó gì luôn rồi sao chụp nổi anh ha. Dày quá dày. Ở chỗ này nè. Nằm dưới bọng á. Rồi xuống đi anh em ơi. Phèn cố phèn dưới nâu dưới bắp cố gắng lắm rồi. Bây giờ mình đi qua cái cánh hướng bên kia ha, bên kia qua cái vườn xoài bển đi. Bữa này mình kiếm thêm mấy miếng sen á, chuột ăn nó mập phải không? Béo nha. Đi bắp ơi, bỏ rồi con. Lên bắp. Quá xá sùng vậy nè, không vậy. Không có dẫn đi săn chuột. Có rắn mối nè. Mấy cái lùm cây này coi chừng có rắn lải nữa nha anh em. Nó con bắp đó. Con phèn nó tới này nè. Hơi nha con. Wow. Nguyên cánh đồng sen luôn đó nha. Hết luôn. Đấy ướt không? Đấy ướt không ạ? Ừ. Lắm mà không biết có không? Phước kìa, nó mới đáy nghiệp. Đáy nghiệp là lắm. Ồ, láng ướt mình bà. Ồ, ê. Ừ, nghe, bự nghe anh ba. Có đem gì bộ không hả? Có giọng lắm á xã. Ừ, giọng mình. Có giọng. Hai con, hai con nó giọng lắm. Dính chưa? Dính. Bự nha anh ba. Em thấy cái lưng dưới lúm nghe. Chuyệt vời. Em quần cho anh ba. Lột cái nón. Ồ, còn nữa hả? Cái còn nó không đào vô miếng. Ôi. Đầu tiên con bèo lâm bèo. Hay quá anh ba ơi, lâu quá cũng không lục nghề ha.
chào mày. Có cặp không ơi. Hết nữa chốn trong hàng tới mùa nó tới trời mưa thế ra. Còn nó nãy giờ kìa. Còn xa quá mà nó ngồi chứ chừng còn nữa à. Tụt nó vượt hết rồi. Rồi tiếp lại mà. Đâu vớt được đâu á. Ồ nó vàng. Vàng nghệ. Dòng đâu? Mà nó dòng. Không có. Đi lên chụp con vậy được hả anh ta? Đi bắt chuột mà mới mơ hàng được con ếch rồi. Chắc là may mắn lắm đây. Hậu bự hàng dữ lắm rồi. Ê kìa kìa thấy. Đâu rồi? Chút nắng. Nắng đâu? Chút nắng nữa ông ơi. Chắc mé. Chắc mé hồi nãy. Dưới này. Dưới này. Dưới không? Sao qua không luôn rồi đó. Ngồi sao rồi? Chụp cái gì sao thử đá. Quá trẻ. Tôi đừng nói dưới, tôi đừng dưới tay tự. Cú hai hàng không vậy, xe lưng đi mà đâu chạy qua đây đâu. Sao kia á. Kích rồi đó. Dẹt tới đó nó quả lên bà, nó quả lên bà quá đó chính chưa lầm chứ không dễ gì lầm được vậy mà nó làm view ha hay ha nó mắt rượi dữ mà kích hả em rượt mặt em còn bị lứa còn lứa hay gì đó chắc con còn lứa có lứa bự không để cái lứa kìa đó thôi nâu nâu từ từ con thôi ta này ta này giờ mình bắt chủ đó đi. Cái hang hay vậy? Đít miệng hang rồi. Khoan khoan. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Còn ai không bắt, bắt trong dạo. Thôi đi, bỏ đi không ơi. Bỏ đi. Bỏ đi. Thôi đi, nâu bắp vàng biết dỗi rồi, hồi chắc banh cái giọng luôn rồi. Bà còn. Đẹp cỏ nha mày, đẹp cỏ khác chứ mới chụp đi. Mở, không tính ra đó đi, mình thử. Thôi đi mở. Ồ, nào. Thầy của anh bà ơi. Ê, bao nhiêu bàn nữa nha. Ồ, đọc bá luôn. Giờ năm anh em mình dán cố gắng mỗi người một con coi. Trời trưa nắng quá trời, bữa nay nắng gắt luôn rồi. Qua nắng. Hồi sáng mà đi cuốc cái nắng cuốc này sao cuốc nổi. Em mới có 10 giờ tối chết. Hả? Nắng quá sẵn giờ sẵn rồi. Chịu nắng nổi rồi. Sẵn cái quá trời bắt chuột sẵn luôn cả nhà ơi. Bắp bay theo thước kìa bắp. Bay theo. Tự đâu thấy chỗ có gì ai về nó nóng quá chịu không nổi. Ăn đậu phèn chụp lắng lướm rồi kìa. Coi chừng nghe gốc cỏ nha. Cái hơi nó còn ở đó đó. Để cho nó đánh hơi lại coi. Làm dấu nhớ cái hàng chỗ đó nè. Từ từ
Vô lết nữa hả? Vô nữa. Tự đi nó cũng đuối rồi đó. Thằng em ăn đây nè con, lên đây nè con. Đây. Lặn hết vô đây hả? Vô ở lỗ gian vô đây nè. Kìa kìa, phước phước kìa. Đang nghe quẩn luôn rồi, nghe quẩn luôn á. Xiết, để nó lên bờ ơi, xiết. Núp đầu đó rồi đó. Anh nào dính. Anh Phước quá hay. Mời anh Phong lại giỏi hơn Phước. Ồ, chỗ có bự. Wow, hết biết cái cặp chân dài. Đó, xuống đâu đó. Minh Phong. Quá xa bự luôn. Nó ra đi để cho anh Hải anh đào con. Nó ra. Lên bờ đi. Ờ cái cành con ma dương chừng tay không? Ma dương trên á. Đây cái cây ngô dương được chụp đôi anh Hải. Lên đi bà đi con. Hang chỗ gì đâu anh Hoa hả? Trên đó. Lên lên lên. Lên lên cái này. Kêu ạ, bắt lên coi. Đây đây bắt. Lên bà đi con. Bắt. Dài lắm. Đây. Rất là từ á. Nó mỏng mỏng thôi. Đây nè. Hai bên đây cùng cái gì? Ừ. Tay nha, tay nha. Ừ, vừa thôi đừng nhắn vậy. Ừ, vậy đó. Vậy đây đây. Nè. Tán nhắn hữu hành đi. Thương bắp dưới lúm rồi nghe. Nhất nhà đúng không? Hết hả? Hết hả? Còn hết còn ruộng nữa hả? Biết đâu rồi. Đang lứt rồi. Đào vô hồi nó láng hơn nữa chừng vắng đó nghe anh Hải. Láng anh nhìn anh bỏ rồi anh chạy trước đi nghe. Cái chuyện đó là anh khỏi lo. Chắc ăn hả? Khỏi lo. Cảm tiêu luôn quá. Bỏ chạy sau mọi người xem được. Sau cả nhà xem được. 2 phút. Biết đó. Cùng cái gì? Tự tới cùng vậy gì? Đây sẵn đó. Bắp mà. Tao mệt chứ lắm nghe bắp. Gì lắm tao mệt nghe bắp. Nó cái tay. Vừa nắng. Khủng nha. Chạy gian chiến nữa rồi. Tập lắm rồi. Rồi đưa số anh Hải đào đi. Anh Hải đào mà bắp cái bên thở khì khì kìa. Mệt giùm anh Hải á. Ơi. Ừ. Đó không anh Hải? Đó đuôi anh Hải. Đuôi rồi đâu? Cái đuôi đó. Cây. Cái đuôi lú đó với cây vậy? À cái đuôi, cái đuôi. Đuôi chuột. Ông em là thấy hay trời. Đó là mắt đó, đó. Đuôi chuột. Anh đừng nói em là không phải cái đuôi chuột là đuôi con chuột trùng nha. Chạy ra, chạy ra, chạy ra. Chở đầu là hay gì đó anh Hải? Chở đầu là đó. Con bắp nó đứng ngồi nó thú kìa. Mà hay bắp ơi. Nhiều nó thừa nó dở hả? Thôi nó đánh quyết liệt trời. Thấy không phải đường chỗ không? Bởi vì đồ thường bắp. Hết trước chỗ quẩn thì chắc. Hay quá bắp ơi. Hải nói bên này con lập công rồi đó nha. Chỗ bự. Wow. Ừ, không chỗ này đâu rồi. Còn bắp. Hay quá bắp ơi. Chỗ khu queo đó. Rồi hai lấp lại. Ôi mày nghe bắp. Chưa con coi. Đâu cò nữa. Hết. Hết rồi. Hay quá. Mặt lên đây. Hay quá bắp ơi. Mặt lên chào cả nhà coi. Mày điểm mày. Hay quá bắp ơi. Thế rồi. Ừ. Thì thế nào? Ngoan. Rồi. Dạ hai clip lại con. Ai, clip lại thôi. Kêu nào bứt ngàn miếng đường luôn, đường đi luôn rồi. Dạ con, dạ clip lại. Này.
cái vụ này em kêu chị quản thuốc. Ơi. Con chuột thấy nó chạy giống nhít vô vô nó bắp rồi hả? Đây anh Phước ơi, Phước ơi. Khoan. Anh qua anh tiếp anh chặn cái đầu dưới này nè anh. Chưa lên trên, còn dưới này nè. Tưởng còn nín ở trong đó cái tán xà này. Ôi cục bự. Chặn đầu anh Phước ơi. Vô hang hay rồi. Chặn chặn ngang đó đi. Nó còn ở trong cục nè. Quá sáng chuột lẹ luôn rồi. Chuột này có tập điền kinh hay gì chạy quá lẹ. Chụp. Sao vậy? Chớ lại vô gốc cây đó rồi quá. Dẹt nó ra đây đây. Ngồi chặn nó đi, chặn chỗ lâu đi không? Kêu nó ra mới được gì sao chụp không? Ơ dạ, chuột dạ hay vậy hả hay ơi. Đâu? Con hẹn nó ra rồi đó. Hẹn nhìn đó. Đó, thấy không? Đó. Ra đường nào? Ra đường dạ. Của con bắp á. Ờ con cóc con nậu ơi. Thấy không? Ừ, dính cho nó đó. Vô hang chân tay hải á. Nghe tay trên không á. Cái hang bả rồi đừng ra nữa đó anh này. Cái hồng bắp hay thiệt mà. Biết dùng da gọi nó nghinh vô ngoài không mà. Cóc. Đâu. Đâu phải đâu con chuột nãy giờ đó. Chào ông càng thích sợ thì càng luôn. Đi quay trở vô trong kia anh Phước ơi, hết rồi. Trong đi vô cái gì xài vô trong mấy cái đống xài mục đi. Vậy anh Phước nói gì anh Phước? Anh ba giờ anh Phước ra tài nha. Cứ mắc ếch nha cả nhà.
ba đó thành công rồi đó, còn phước sau đây. Ê để coi, để coi nó ngửi nó bự luôn không? Nó bự đường ếch này hay á. Là gió công cao lắm phải không? Ồ, ếch nhẹp anh Phước ơi. Ếch đá anh Phước mới đá không biết ếch nhẹp à. Còn ếch nó bự anh Phước. Tắt nước đi cho chị mau khỏe anh Phước ơi. Tắt nước, mới nước rồi nha. Trong nhà lú đầu vậy. Tắt nước canh nhìn nó chịu chưa lú nữa. Ngã bên kia hết anh Phước. Cá không Phước? Lú đầu rồi đấy. Hai con luôn anh Phước. Wow. Dám dồn đúng không nha, coi chừng coi chừng cái cán sủng nha anh, qua anh Hải cái sủng không bà luôn á, cái sủng không có mắt khẩy vô trong cái cán chén một cái là té liền đó. Tới rồi, tới rồi. Nó ra đi nắp nè, u nó này, nó này Hải dụ anh, Hải anh dụ ba đứa nhỏ hay ha, dục cục đất xuống tiền bắp không sao có cái dễ cái gì còn trắng lên chứ ngoài cái nhẹp này. Không đá vậy nè. Không đá vậy nè. Chưa uống nước chứ vậy. Chắc là chưa uống nước. Chưa uống nước đâu nữa hay được. Đi vậy. Cũng hay vậy. Ba ơi. Rồi xong. Vậy già đâu quá. Còn con còn. Còn con. Nó không kì á. Không có. Lạc. Sợ lạc dưới hang này nhảy. Lâm lan mà. Hai hang gà quá. Đó anh Phước, dòng thấy ướt lên Phước. Đó ướt nhẹp đó. Ừ, mới đáp nhẹp. Nhẹp đó. Mới đáp hả? Nhẹp anh. Vậy là uống nước rồi. Cẩn thận mà đừng nhảy đó. Có quay cái chú vợ vô đó. Đi nha, đi mà nó nhảy cái là không có chụp được nha. Đâu đá đâu sang. Rồi cũng mà. Chưa uống nước, giữ đáy hoài. Anh đi hẹn ơi, không có chuột con. Nghe này con. Lớn rồi lớn, tiếng nghe cái. Than 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 than. Còn kìa, than gì? Còn hả? Còn hả? Còn lát từ rồi. Còn nữa anh Hải ơi. Đó. Đây là biết cái này nhá, cái này nhá gì mà. Tôi mua hai cái này lại coi. Cái lát cái này nè. Hát lại không? Chỗ này nhẹp nắng. Chỗ này hay vậy? Ờ chỗ này nè, chỗ này nắng. Than than than. Than 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 nữa hả? Có không? Có hàng này qua đây đó. Đây nè. Anh thằng như lúng thằng kìa. Đây. Ít chỗ là qua anh Hải đó. Kìa kìa. Trời ơi. Than 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 than. Trời mẹ. Còn thứ được không? Trời ủ. Đưa xuống anh. Nào giọng đi chỗ này nè, còn nữa. Trời ơi không hết. Bự như hết nãy giờ ngính nè. Ồ. Trời tức con Phước ơi bị đòn một Phước ơi. Xíu nữa là anh Hải hùng Phước cái nữa rồi. Ừ, luôn hết. Con muốn đi không có động dưới này lên lên đó gì nè. Nhà anh Phước coi hàng hay thiệt ha. Chúc mừng anh Phước nha. Vậy là có nước gọi đáy mà cái gầu. Cái gì? Đáy nhẹp. Hai ơi. Qua đây xong kiếm với anh Phước hàng này nữa rồi. Rắn gì em sao ơi? Hả? Đúng phải không? Rắn hả? Dạ. Nói với anh chút rồi. Không da rắn nè. Trời Phật ơi. Cái rắn gì vậy ngợi? Phật bội. Con thấy rắn lã hay rắn gì anh Phước? Con hành. Con hành hay vậy? Con hành. Hết khổ da bội. Ừ. Bự dữ ra anh Phước. Đào điều hồ độ cho anh Phước đào dính rắn này không? Dính rắn cho anh 10 liếm anh Phước. Dính rắn cùng luôn. Dính rắn cùng luôn. Anh sợ dán giấy luôn. Vậy anh nói vậy? Em không có giấy cùng à. Bơi. Mình đã bắt nhắn mình bơi. Không hành nè. Chỉ có gắm lá như mỡ bò nè. Đây vô luôn. Đây, dán lá mà.
nào. Kìa. Ê, ê, con văng văng văng. Văng chuột con văng. Văng văng luôn rồi phải không? Giống văng hoành quá à. Nó mới thục chùa đó. Đó đó mà. Đó văng gì đó. Coi kỹ vô văng gì nha. Văng đó. Văng. Văng văng luôn văng. Cùng văng. Hai con luôn chạy chạy chạy. Văng hết văng hết. Hai con luôn ba ơi. Hai con nghe. Hai con nghe khoan cô giống gì nha. Con dữ. Con dữ đầu kìa. Cái đuôi. Ơ hổ hạnh ơi. Hổ hạnh. Phải không? Hổ hạnh bị cục đuôi. Đuôi đâu đuôi đuôi. Đuôi đó. Đuôi đó. Khoan khoan tôi kỹ cho cái đã nghe. Đừng bắt cái nghe. Đó. Đạo này. Hổ hạnh đâu quên. Hổ hạnh đó. Giang chung, giang chung. Lắm giang chung bự. Giang chung. Hổ hạnh chung. Giang chung. Giang chung hả? Một nhóm hoành. Ồ cảm ơn tạ anh Điện nha. Còn nữa không? Ôi ôi người. Thấy chưa đâu? Ôi. Cầu gì ước. Cầu ước gì được đó ha. Quẹo bên này nè. Cái da nó bự lắm mà. Ba. Con hả? Còn hả? Còn bên đây con hang này nè. Vậy vậy con mà. Sao cái da bự dữ anh ba? Ừ cái da bằng chứ chứ vậy. Da nó nè. Da nó hùng rồi. Đọc hùng. Con này nè. Hả? Thôi anh lấy giọng anh bỏ vô giùm em đi, thôi đi bỏ vô giọng đi. Phát mạnh anh giận chứ. Bỏ giọng đi. Gì mới chụp chạy ra hả? Nó đặng chút đi. Hay quá anh ba ơi. Chính này. Coi chừng còn con nữa đó. Bắp làm cái ghê hả? Bắp làm luôn rồi. Ra rồi con, ra rồi thôi đi. Đi anh Phạn nó làm nó chụp cái nhà đó. Con một. Ra rồi. Còn nữa gì anh hái nữa phèn làm dữ hả? Tóc luôn anh. Tóc luôn anh hái. Để bây giờ nè. Hồi nãy đất này mà khô nè hả? Dít ốp lát mỏng mỏng không mà. Bà con cô bác ơi, tôi thấy ca sĩ thuộc quanh nó tôi không xin chỉ dùm. Anh đã mau lâu bao trời ơi. Sớm giờ. Sớm giờ anh em mình đào mà mệt muốn xỉu luôn á, mà được có mấy con chuột dưới hết là anh ca nữa ta. Đây bắt ca sĩ đạo hang này vô. Mới đụng. Có tát này mà ông Phước ơi, cái này lớp mạnh rồi Phước ơi. Tắt nước đi. Nước. Đùi rồi. Không. Dạ không. Đó, không đi. Rồi. Xuống vô. Bạn nhỏ mình ơi. Cái này thế nắng không? Chưa nắng mệt lắm nha bạn nhỏ. Thế không em. Tắt nước phụ chụp nè. Hang này chắc ăn lụm mà cái đường mòn nó chảy nè. Ừ, đó không á. Ừ. Không đi, vô thôi ơi. Phước hổ nè. Đất mới dít cô mấy bữa này mà à. Nắng khô trắng đất chân à. Đẹp ha. Rồi cho thằng thử lại cái nữa kìa. Mít đụng chưa móc cái đụng vậy hả? Rồi mít đụng bỏ rồi quay. Khỏi luôn. Thủ ơi, sau lưng nó nới sau lưng đi không rồi mình tát nước luôn. Phước. Thì anh mấy anh còn mạnh đào luôn đi Phước ơi. Mùa này à, mùa nắng này mình đi bắt chuột á. Dạ. Cũng ít ít chuột đó nha. Cũng mệt mỏi lắm. Dạ lắm ngày đi nãy giờ luôn 80 số rồi cả nhà. Lỗi không biết hồi gì lỗi này gì nổi không nữa. Hên nhờ có cái mưa mình xuống mình tắm nên nó mát mình ha. Đừng giết xa chứ hả? Chắc
có hai cái đội quá. Có tiền chỗ rồi Thái ơi. Có tiền chỗ rồi Thái. Số đây nè. Số đèn này nè. Không là xeo đèn không ơi. Ừ. Chụp dạ, anh Phong là chụp Phong đi xeo đi Phong. Ơi chứ không. Trời ơi trời. Cẩn thận trời căng xuống vớt xuống đâu. Cẩn thận chụp nè, có chừng nó chạy nè anh em. Tập trung vô. Nè con. Tập trung vô. Bắp nơi rồi bắp. Đi ra. Chụp này chắc không bự quá. Nơi đặt nhìn đó, khúc nặng á. Đó, chậu nước xuống đây. Dạ lên thước. Đó, dội lên thước. Xa tay ngoài đi. Vũ nước qua dùm lum màn hình luôn rồi. Đó, lứa hay gì á? Mẹ. Mẹ sao bé dữ hả? Mẹ gì bé gì? Ờ, phải rồi. Mẹ vô bít đùng mà. Rồi hết à. Eo, can bản nào có chuột liền không? Hút bản nữa cho con coi nữa nè. Ra thêm bản nữa. Cái này tới A Khắc Thiên Kiều. Chơi luôn, A Khắc Thiên Kiều luôn không? Mình có nhiêu mình chơi bấy nhiêu. Nghe nè, anh Hải làm cho mấy anh em cười cái đầu vừa bớt đi cái mệt rồi đó nghe. Tiếp tục tới phía trước luôn anh em ơi. Ôi ở dưới đây hang nữa nè, hang này có nữa nè. Không, cái hang này khác. Hang trên Hải khác nữa đó. Tắt nước đi. Tắt nước rồi chạy hàng này nè. Đấy. Không mau nắng. Chạy hàng trăng phàng. Nó đựng đào đào hư lít ta. Dạ không. Hú chịch nha. Chưa nắng rồi vượt mệt lắm nha anh em. Vô đây nè anh ba. Vô nhân hái đất. Có táp chưa? Thì nước chỗ đây. Ôi, ở đây hang nữa. Hang này có ếch anh ba. Đang không? Đổ nước xuống không Phước? Hả? Lứa gì lắm, cái lứa mày lứa nó bự. Mày lứa luôn hả sao? Cái giọng mình đâu rồi? Kìa, lứa bự thế này. Đó, kìa, bự kìa. Bự rồi. Kìa, chạy tới đằng kia rồi. Em hàng đó lại đi Phước. Chẳng chẳng hậu xuống dưới coi, hậu xuống dưới coi. Kìa. Đánh hết ăn đồ kìa. Nhìn kỹ. Chặn đầu đi, nó lên qua miếng bên kia luôn đó. Kìa chặn đầu lại để nó qua bên kia luôn. Rồi, ông Hoàng dính là hay quá Hoàng ơi. Giỏi quá. Đây. Nhảy vậy đó. Phèn giỏi quá lập công à. Ừ, chạy lên đó. Em lại lên phớt. Em thằng đó dưới ra lại. Chạy nước đây luôn ha. Ghê chẳng xa đã. Kêu kêu con nâu đi ra đó. Ghê hồn từ đây suốt ngay luôn. Đất mềm ăn xa. Thôi lên hai ơi. Tôi xuống cái bờ danh dưới này coi còn không. Dán dán kiếm một hang nữa coi. Giờ có không có thì anh em mình cũng về cũng được mới rồi, với lại trời cũng quá trời nắng, nắng quá nắng. Đường rắn hành là ngon lành. Đây cũng được khá khá nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình ước được có 5 con chuột rồi mà giờ được 8 con là quá là may mắn rồi. Chứ rắn nữa. Rồi giờ anh em mình cũng đi về nghỉ ngơi cả nhà đi. Đi mặn về rồi cũng săn bắt chưa nắng cũng hơi mệt rồi về nghỉ ngơi đi rồi mình hãy làm món ăn nha. Về chiều mình làm món ăn. Bữa nay có khách ghé qua thăm anh em nhóm đầu năm. Mời cả nhà mình đón thêm theo dõi clip tiếp theo anh em mình, mời cả nhà mình cùng dùng ẩm thực với khách ghé qua thăm nhóm nha.
Xin bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Về vô không.